Món này nói với ta là món này mình sẽ làm một cái món độc lạ miền Tây, cá bó muối. Giống như là này nói chung là cá muối tiết đi. Nhìn hấp dẫn quá. Món này nếu mà dân nhậu mình đặt, em nghĩ đặt cái tên này được nha anh. Xét muối vào nỗi đau. Ừ. Có lý à. Bữa nay Nếp Vlog ghé qua nhà anh Nguyên ở Tân Đông. Bữa nay bên nhà anh có làm đám giỗ thì anh cũng mời anh em Nếp Vlog qua chơi. Thì sẵn đây cũng quay cho mọi người coi để mọi người biết đám giỗ miền Tây rồi là sao nha. Không có đặt mâm gì hết á, tự ở nhà làm hết trơn hả mọi người. Cái dàn mai của nhà anh Nguyên nè mọi người. Giờ này mà mới ra bông hơi trễ, còn vàng rực như Tết vậy đó. Còn nụ đồ quá chừng luôn. Mấy bông này nó ra bông trễ thiệt chứ. Còn mai là còn xuân đó mọi người. Vừa quất tiền kỳ mà vừa quất hậu kỳ nữa. Lớp nào bắt cá là lớp nào cũng mần món ăn luôn, dữ anh. Dạ chánh, dạ chánh. Đảm đang dữ. Không có ái dầu cho nó không dính à. Cho nó đừng dính tay. Chả cá thắt lát mà ăn với tàn ngô được thôi. Hết nói nổi. Con này cắt ký gửi quá. Đây đây nè. Bò bốc khối. Đây. Gà bốc khối. Món đơn giản và truyền kỳ của mọi người. Chả giò. Mọi người nhìn đẹp mắt không mọi người? Cái này hả, 6 cái máy á. 6 cái máy à, cái thùng nó còn hụt khúc dưới nữa mà phải không? Tại vì cái này là cái món này nói với người ta là món này mình sẽ làm một cái món độc lạ miền Tây, cá bó muối. Món gì mà hay chế giấm vô chứ anh? Mình chế rồi mình rửa cho thiệt là sạch rồi mình mới bó muối á. Đó, là bó muối. Bó muối nhưng mà trước khi mình phải làm cho nó sạch. Để trong cái xô thấy nhỏ xíu ít xỉnh nè. Đúng rồi. Nó bây giờ là nó nhám rồi nè. Nó dấm vô là tất cả con gì đều nhám nè. Tay nó nhám luôn chứ đừng nói cá. Đó thấy không, tróc ra nè. Đó là mình mới bó muối vô. Cắm mắm me nha anh em. Cắm mắm me. Nè, múa ai con múa ai. Dễ thương quá ta. Hello. Hello mấy cô chú đi. Anh tính làm món gì đó vậy anh Nguyên? Cái này mình lấy cái tầm trắng này nè, ra đặng mình bóp với muối, đặng mình dự trù cho cá lóc nữa đó. À. Đó. Đặng cho nó khi mà mình nướng nó sẽ có cái độ quến vô đó, nó muối mình nó sẽ không có bị rời rạc. Đó. Đó. Lấy cái chồng nhẹ đỏ này lại, mình muốn ăn ăn dục dục. Khi mà ta lấy khoảng cỡ chừng mười mấy trứng trứng gà hoặc trứng vịt gì cũng được, lấy tầm trắng tùy theo cái lượng muối mình với số cá của mình mà mình bóp á. Đó, mình bóp lên vậy thì mình cho nó sẽ đổ quến vô. Đó, chà cái món này chắc uống bia ok nè anh, tại em thấy muối là mặn lắm, uống bia nhiều nè. Phải đỡ khát nước. Đó, như vậy là chúng ta đã đắp được con cá này. Rửa con cá mà để thải xuống thấy đã luôn nghe, cái bịch con nào nấy nó nặng y luôn. Vậy là đã sạch nhét rồi đó mọi người. Ngào muối một lần này nữa là vuột giấm. Cái lóc này đồng nha mọi người, không phải nuôi đâu á.
nhưng mà lâu rồi mới thấy lại cảnh đám giỗ mà ở nhà ngồi làm vậy. Giờ toàn đặt mâm không à, giờ nhiều chỗ toàn đặt mâm không à, ít có mà ngồi lại mà bu vô làm á. Nói nói chứ nếu mà mình ở nhà mà nấu, ở nhà nó ăn nó ngon, mà với lại tỷ đồ rồi ở nhà nuôi có gà mà ấy đồ đó thì nó ngon hơn, đảm bảo luôn, ăn hành liền luôn ha. Ừ. Dạ. Thích gì làm đó. Dạ. Trong khi anh em á ngồi người ta làm cực nè, tôi đi vòng tôi quay không, cầm cái máy cái chút ép sướng gần chết luôn. Quay cho đẹp nha, không đẹp bị mắng á. Không đẹp hả là lát họ cấm uống 10 vòng. Phạt ăn mồi. Phạt ăn mồi cũng vậy. Chà, cái hình phạt này sung sướng vậy ta. Phạt ăn mồi sướng quá ta. Mình đang ăn món gì vậy chị? Chị đang làm đồ chai em, mua mai. À. Tự quen xào với lại tự hưởng, mua cho 3 bộ đồ này với 2 bộ đồ không. Này gà xé nha, gà xé trộn với củ hành chứ không có bổi. Đó, quá trình này là quá trình mình nấu muối nha. Đó, mình lật qua đây cái hút lại lên, ủ lại cái nữa nó. Quá trình nấu muối nha anh em. Cái này nặng chanh nhiều dứt luôn, khỏi chấm vậy. Sạch quá ha. Có muối mặn sẵn rồi. Này chỉ chanh thôi phải không? Nặng chanh nhiều dứt. Này nhiều khi nhiều người không biết ấy, mình la cái này cá lóc ướp nước đá không chừng. Không có. Nhìn trong camera y như nước đá bên đá bào vậy. Đá bào thì nó sẽ tan chảy, đúng không? Này làm món này lạ lạ cho mọi không người có coi món này. Mọi người thấy có lạ không? Nó dính là nhờ cái trồng trắng của hột gà hoặc hột vịt nha. Đó, là nhưng mà mình làm càng nhiều không sợ tốn thì càng nhiều nó sẽ càng bó lại vậy nè, không dính. Mà khi mà mình nướng lên rồi nó sẽ kết dính với nhau luôn. Giống như là này, nói chung là cá muối tuyết đây. Nhìn hấp dẫn quá. Cá muối tuyết. Rồi đúng thiệt, nhìn như tuyết thiệt. Mọi người còn nhớ cái ao này không mọi người? Bữa hổm nếp vlog với mấy anh em ở đây quần muốn banh cái ao luôn, nhưng mà cuối cùng mấy em cá sặc bữa nay nó vẫn sống sót và nó cứ ngồi lên ngồi xuống. Rồi, bần cá quá trời luôn. Không biết mọi người thấy rõ không? Hồi xưa bần á thì làm một cái gì đó nó đơn giản lắm. Mà bây giờ hình như nhiều chỗ bần cũng là đặc sản á mọi người, nhất là bần ổi á. Đang nhóm than chuẩn bị nướng cá lóc và hủ muối tiết đó cô chú và anh chị. Sau một quá trình mà chúng ta đã cải tạo thì giờ con cá nó đã được lên lò rồi đó. Cô bác anh chị. Có nhiều người người ta không biết, người ta sẽ nói con cá này nó sẽ rất là mặn. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Khi mà mình ăn con cá này á, mình không có rớ gì tới cái miếng da ngoài này hết. Hải ăn mặn thì chơi luôn. Còn hải ai không mặn thì thường thường người ta nướng thì người ta sẽ bỏ da hết, ăn thịt ở trong thôi. Thịt với ruột thôi, còn da thì không có ăn đâu, bỏ hết à anh em ơi. Bởi vì anh em cứ yên tâm, cứ làm theo cái quá trình như tôi. Chắc chắn sẽ không mặn đâu. Còn mọi người ăn mặn thì ăn lớp da thì uống bia thêm nhiều nhiều thôi chứ không gì. Đúng vậy. Thạch sĩ. Món này nếu mà dân nhậu mình đặt, em nghĩ đặt cái tên này được nè anh. Xét muối vào nỗi đau. Ừ. Có lý à. Mà cái vậy là vừa chín trong rồi đó. Không phức á. Mà đúng là nướng nó phải cái khác xíu này nè. Đúng nó rồi. Bắt đầu nó mới thơm chứ không thôi là vừa đủ cái là nó đâu có thơm đâu. À. Tiếp tục anh Nguyên đang xét muối vào nỗi đau đó mọi người. Tiếp tục. Đù. Wow. Đúng rồi. Muối nó đóng cục rồi. Đúng rồi. Đứng đây quay thôi mà gió bay phản phất mùi vô mà thơm phức chịu không nổi luôn mọi người. Nó gần chín nè cho nên là anh Nguyên dời qua
vừa để hơi nóng cho chín rồi vừa để cho còn nóng hoài luôn để lát mình vừa ăn mà cá còn vừa nóng mà không bị khét. Ê, bây giờ mấy anh em bên bên nhà sống rồi, bây giờ người ta buộc phải vác vô. Bởi tội nghiệp mấy ông này, mốt mọi người có đi ca nhạc thì nhớ tặng bông nhiều nhiều cho mấy ông hưởng sấy với. Giờ phải khiêng từng cái lo như vậy vô nè. Cực mấy ảnh ghê không. Cái này chừng tháng 10 tăng là khỏi tập tạ ha. Thì bây giờ mình cái nước làm sao mà cho nó cái màu vậy là nó được nè. Còn chỗ nào ấy thì mình đưa tới đưa nuôi hoặc lấy ra lấy vô vậy đó. Thời gian chờ đợi mấy anh em vận chuyển dàn nhạc vô thì cá nó cũng chín hết rồi. Đầu bếp năm sau ha. À, năm sau à. Đấy, ghê lắm. Ở nhà hàng kia đuổi mới về đó. Nay có món cá này sẵn ông anh đầu bếp này, ông rửa đôi dài nha. Mới mua đôi dài. Hết nó nổi là. Mấy anh em nhạc sống nãy khiên nguyên vàng này vô cũng đắm đuối. Có lên được con chuột nào không? Có có. Còn anh quay cực khổ ngồi cho anh con. Tính ngồi chổng xíu mà ai ngồi thơm phức thì chịu không nổi phải chạy ra quay. À, ổ lẩu mà mình cắt ra vậy hả chị? Ừ, cắt ra vậy nè, cái mình dễ lắm, dễ dẻ. Cái này ngồi khó dẻ lắm. À, dạ. Em tưởng là ướp chiên nha. Em thấy giống như ướp chiên vậy. Chị kêu cắt thành viên viên ra luôn mà lùn nó dậy lắm, cái ông khó để làm vậy luôn. Ông lóc xương sẵn luôn rồi.